Dạ, kính thưa cô chú quý anh chị em, hôm nay mình quay cái clip hôm nay bữa mùng 1 Tết để gửi với anh chị xem tôm này được nhiêu tiếng. Chào cả nhà. Hôm nay được 7,9 nha. Nay mùng 1 Tết mặc đồ đẹp à? Tết mà. Lâu lâu cho mình xịn sò chút xíu. Đang quay toàn ra cái màu viên luôn ta. Rồi, không ăn dài nha. Dạ, để em dở gió lên nè cho nhiều view mấy anh chị xem ha. Đây 79 ngày nha mấy chị. Rồi 80 ngày luôn đi. Đó, đây 80 ngày cho chẳng đi. Đây mùng 1 rồi. Mùng 2 mới đủ á, mới đủ 80 ngày. Nhảy quá nhảy không anh chị. Trời. Nay nào nấy mạch mạch hết rồi quý chị ơi. Đó. Đây nó khoảng 40 mấy con quý vị. Nay 40 mấy con à. Hiện giờ là 11 giờ kém 15. Ủa 12 giờ kém 15 quý anh chị. Thì tôm ăn cử thứ hai mà nè. Ao này 58 ngày hả? 59 ngày. Cũng như 60 ngày đi. Thì cũng như 60 ngày đó quý anh chị. Để nó sao kia đúng 1 tháng. Cái gió này không có vô. Nó ăn hết hết à, rồi, cái gió này. Cái gió là mình mới bỏ, mình bỏ để mình coi chơi á. Nó tôm nó ít có vô lắm, mà nó ăn hết gió gió mà nó không có tôm này. Đó. Ăn sẽ bóng luôn. Ăn cái gió chắc chứ. Nó ăn nhanh mà nó không thấy tôm. Nó sâu quá. Cái gió mới á, nó nhát, tôm nó không có nằm gió gì. Tại vì thường mấy cái gió cũ cái tôm nó ăn nó mới bám gió. Bữa nay Tết hai anh em phải vậy đó. Không về nhà luôn, về nhà thắp nhang thôi rồi qua lại tiếp. Đâu được ăn Tết đâu, cực khổ lắm. Nay mấy người ta nhậu dần dần mình đây nhìn thấy chảy nước luôn mà đâu có đi được. Nay dâu mọc rồi anh Dũng. Có cái bạn nào nói để comment cái bao khoáng Hà Nam đó tiếp. Lấy cái bao đó. Sáng mình bơm là một tấm vỏ lọc đây nè quý vị. Quá ngày nước lọc lọc quá trời lọc. Tôm mà bơm nó ra cái mình bơm mà nó bơm xong nó ra nó bị motor chém đó, cái mình phơi khô luôn. Phơi hôm nay bắt con đường ở đây rồi, để mình review cái ao thứ hai cho quý chị xem. 60 ngày nè, cái gió bên đây mới thấy mồi thì có, mình lại đi nó có tặng mấy thùng bia nữa mà uống không có được, nằm nhìn nước dãi nó chảy hoài cũng tội lắm. Qua cái Tết này ốm mấy ký à. Không dám nhậu quý anh chị ơi, cô bác quý anh chị lo làm không dám nhậu. Đây thời điểm tôm nó lớn á, này nó về chắc khoảng trăm này, chắc 178 con chậm. Ao này nó 60 ngày rồi mà nó hơi chậm, còn ao này chỉ có 56 ngày nè, 56 55 ngày nè. Đúng là 56 ngày nè, 55 ngày chứ. 55 ngày đúng. 55 ngày đúng nè, nó về chắc khoảng 100 này nó phát hơn. Nó về quá ngon rồi. 130 con rồi. Rồi mình đi review tôm rồi. Mấy ngày Tết không có anh em không có làm gì buồn. Cũng mấy con
dở cái gì view lại. Dở lên cho cô bác coi cái nữa. Cho coi cái đó mình lên quạt. 80 ngày về bốn mấy con này nói chung là cũng ngon à. Tại mùa này mùa lạnh rồi, mùa này khó nuôi lắm. Quá đẹp luôn quý chị, con nào nấy chầm bè hết rồi. À, lúc trước em so cái ống quẹt luôn ngón tay em nữa vậy. Bữa đó em để cái ống quẹt vô so á. Rồi cho quý anh chị nhìn con tôm với ống quẹt không cho cái nó bự hơn ngón tay em rồi. Bự ngón tay nhiều. Này nó bự lắm rồi. 40 con, 40 mấy con. Đều lắm. Qua Tết thì ngon lành này. Cô chú quý anh chị em ơi. Dột dựng dựng muốn dột quá chị. Thúc cái tình dột nay bự lắm, nay bự nè đó. Ruột gan ngon quá, quá ngon. Nhóc luôn à. Không nữa bự nó nhảy gì lắm. Nó nhảy cà lắm, nó khó vừa lắm. Đó, cái gì nè con nè. Hành hành hết rồi. Bự luôn con tay mình luôn. Bự rồi. Rồi thôi để lên quạt hết. Tắt, tắt bơm. Giờ tắt thì phòng mấy ngày Tết ta đi chơi đồ, còn anh em mình ở nhà lắm vậy. Nó có mỗi lần bãi quạt là cứ sao tôi không ra là cái chục con nó bị quấn gãy em đâu luôn. Dán đi qua Tết tầm khoảng mùng 9 mùng 10 thì rực rỡ. Cũng thay hết hai lần râu mới rồi mới có thu hoạch. À, nay Tết á, mấy là vừa mặt đầu mới đó. Thức đêm làm á quý vị. Cái dâu rồi nó mau ra, nó nóc rồi nó ra lẻ lắm. Lại sáng về bên bển bụng. Bây giờ mình cắp lại lên qua ao nước kia. Em cũng làm cái clip này ngắn ngắn thôi, mới có 9 phút à, mình làm khoảng gần 15 phút à. Thao lắng của mình. Bữa nay mùng 1 Tết luôn. Anh em vậy đó. Làm mà nuôi tôm về lớn rồi cái không ăn không ngủ gì được á. Mừng á. Cũng mừng cũng lo, cũng không dám nhậu luôn, cũng không dám đi chơi đi bời hết đó. Cái gì lớn đó, rồi bắt quýnh đồ lùm lum mà đâu có dám đi nhậu như sáng giờ lo xả vô nóng rồi cho nó bị tụt bị hắt á. Sáng xả anh bao giờ, giờ thả xả thêm nửa bao nữa nè.
có vịt gà luôn nè, vịt luôn nè, đâu có ăn nổi đâu. Lấy cái bao khoáng của Hà Nam coi. Tôm đẹp lắm, vỏ gan ruột rồi vỏ rồi đẹp lắm. Vô mình giả mấy gió kia nữa cái lên hoạt hết luôn. Yeah. Quá trời bùa mà đóng vỏ thấy ghê không? Mà sáng nay lên còn cái dạ vỏ. Ta hạ cái nãy lên tới 14 luôn. Nó ăn lẹ ăn nãy thức còn hạ cái cây dâu vô nó cút cái dâu thôi. Đó, 2 tháng rồi lại thấy về là cũng là ngon lắm rồi cô chú anh chị em. Em bắt đầu nay bắt đầu tiến hành năm thay nước em kích nó nè. Kích cho nó lột. Này tầm chắc khoảng 180-170 con. Về chắc khoảng 140 con. Thì quý anh chị cô bác anh chị em có thấy thì ủng hộ cho hai anh em, nhớ đăng ký, nhấn chuông, share, chia sẻ. Em cảm ơn nhiều rồi, chào tạm biệt đi. Rồi, chào cả nhà. Giờ thôi em xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cô bác đã ủng hộ em thời gian qua, em rất là cảm ơn nhiều. Và sẽ ra những cái clip tiếp theo mới thu hoạch đơn nữa quý anh chị. Hẹn những còn nhiều mấy cái clip còn tới hấp dẫn lắm.
nhớ theo dõi ủng hộ cho hai anh em với anh nhé. Rồi thôi, xin chào tạm biệt.